Không còn mắc sai lầm ngớ ngẩn, Onana xuất sắc hàng đầu ngoại hạng Anh, từng liên tục mắc lỗi và nhận chỉ trích. Thủ môn Andrew Nana càng chơi càng hay và đập tan những hoài nghi về năng lực. Theo thống kê từ trang chủ ngoại hạng Anh, Andrew Nana là thủ môn có số lần giữ sạch lưới nhiều nhất, 5 lần, ngang với Sam Johnstone của Crystal Palace và Nick Pope của Newcastle. Trong khi đó, những thủ môn được ca ngợi ở đẳng cấp hàng đầu thế giới như Dawson, Alison Becker đều mới chỉ có 4 lần giữ sạch lưới từ đầu mùa. Ngoài ra, Onana xếp thứ 2 tại giải ngoại hạng Anh về số lần cứu thua, 51 lần. Thành tích này chỉ kém Jess Foderin của Sheffield United với 65 pha cứu thua. Onana từng bị chỉ trích thậm tệ sau pha đổ người chậm chạp trong trận gặp Brentford và cả những sai sót dẫn đến bàn thua trước Bayern Munich. Tuy nhiên, phong độ của thủ môn người Cameroon đã thay đổi đáng kể sau khi anh thực hiện thành công pha cản phạt đền ở phút bù giờ hiệp 2 trong trận gặp Copenhagen. Kể từ sau khoảnh khắc người hùng tại Old Trafford, Onana đã giữ sạch lưới 6 trên 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 4 trận liên tiếp tại Premier League. Ngoài khả năng chơi chân vốn đã được đánh giá cao, Onana giờ đây liên tục gây ấn tượng với những pha cứu thua ở độ khó cao. Trước Everton, cựu thủ môn Inter cũng cản 6 cú sút trúng đích của chủ nhà, qua đó được chấm điểm cao nhất trận 8,7, theo SofaScore. Kịch bản ở mùa 2022-2023 có thể lặp lại. Khi Man United là đội có hiệu số bàn thắng bại tệ nhất trong top 4 giải ngoại hạng Anh nhưng vẫn có thủ môn giành găng tay vàng. Hiện tại, hiệu số của MU đang là 0, thấp nhất trong top 8 đội dẫn đầu. Dù đã cải thiện phong độ, Onana vẫn còn điểm yếu cần khắc phục. Anh thường xuyên có xu hướng đẩy bóng về phía trước khi cứu thua. Trong trận gặp Everton, chủ nhà suýt chút nữa đã có bàn gỡ hòa từ sai sót của thủ môn sinh năm 1996. Kobbie Mainoo đã có mặt đúng lúc để giải nguy cho khung thành Man United. Son Heung-min xin lỗi sau khi Tottenham thua 3 trận liên tiếp. Tiền đạo Son Heung-min đã lên tiếng xin lỗi các cổ động viên khi Tottenham Hotspur có trận thua 1-2 trước Aston Villa, dù được thi đấu trên sân nhà. Giovanni Lo Celso đã sớm đưa Spurs vượt lên dẫn trước ở phút 22 của trận đấu gặp Aston Villa, nhưng Villa nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi hiệp 1 kết thúc. Bước vào hiệp 2, Villa hưng phấn và dồn lên, họ nhanh chóng có bàn thắng ở phút 61 của tiền đạo Oli Watkins và Spurs tiếp tục thua trận thứ 3 liên tiếp kéo họ xuống vị trí thứ 5, đứng ngay sau Aston Villa ở vị trí thứ 4. Tôi rất xin lỗi các cổ động viên, ba thất bại liên tiếp vừa qua không phải là cách chúng tôi muốn nhưng chắc chắn các cổ động viên không thể tin được. Tôi nghĩ toàn đội sẽ phải thi đấu với tinh thần trách nhiệm rất lớn để tiếp tục tiến bước trong những tuần sắp tới. Son Heung-min lên tiếng xin lỗi các cổ động viên. Với cương vị là đội trưởng, tôi có thể nói rằng mọi người đã làm mọi thứ để giành chiến thắng trong trận đấu này và trong hoàn cảnh thất bại. Các cầu thủ vẫn tạo cơ hội tốt nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Tôi nghĩ khi chúng tôi đang dẫn 1-0 trước Villa, cả đội đã mắc sai lầm chơi trùng xuống và chậm hơi đối thủ và rồi để Villa gỡ hòa từ tình huống cố định. Rồi chúng tôi dần bị mất nhịp so với họ. Tôi vui và hài lòng với sự cống hiến hết mình của các đồng đội xung quanh, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng thật khó để chấp nhận, dù bạn chơi tốt đến đâu thì kết quả vẫn là điều cuối cùng. Khi được thi đấu ở sân nhà với sự cổ vũ của các cổ động viên, có được cơ hội tốt nhưng rồi kết quả lại là thua thì thật không gì đau lòng hơn. Son Heung-min bộc bạch. Real Madrid tỏa sáng vượt mong đợi, giúp Bellingham ghi 14 bàn thắng sau 15 trận thi đấu đầu tiên. Giúp Bellingham vừa trở lại sau chấn thương, lập tức tạo dấu ấn thiết lập kỷ lục mới ở Real Madrid, làm lu mờ thành tích do Ronaldo nắm giữ trước đó. Real Madrid trở lại đỉnh bảng La Liga sau vòng 14 với chiến thắng 3-0 trên sân Cadiz, nhờ cú đúp của Rodrigo cùng bàn còn lại từ giúp Bellingham. Đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti dù vắng không ít trụ cột trong trận này nhưng đón sự trở lại của giúp Bellingham. Cầu thủ ngồi ngoài 2 trận đấu gần nhất vì chấn thương cũng như không tham gia kỳ FIFA Day tháng 11 với tuyển Anh vừa qua. Dù vậy, Real Madrid vẫn hoàn toàn áp đảo đối phương. Rodrigo tỏa sáng với cú đúp cũng như kiến tạo để giúp Bellingham đánh dấu sự trở lại. Với pha lập công này, giúp Bellingham có bàn thắng thứ 14 sau 15 trận đầu tiên cho gã khổng lồ La Liga sau khi chuyển đến hồi mùa hè. Ngôi sao 20 tuổi hiện là cầu thủ duy nhất có nhiều hơn 13 bàn sau 15 trận ở Bernabeu, dù anh là một tiền vệ. Trước đó, Ronaldo được ca ngợi với khởi đầu tốt đẹp ở Real Madrid với 13 bàn sau 15 trận và giờ thì đã bị Bellingham làm lu mờ. Giúp Bellingham tỏa sáng vượt mong đợi ở Bernabeu cho thấy thương vụ cực kỳ thành công của Real Madrid. Ở tuổi 20 nhưng Bellingham không chỉ sánh ngang và còn lên trước Ronaldo với nhiều con số hết sức ấn tượng. Trước đó, ở mốc 10 trận đầu tiên cho Real Madrid, tiền vệ này cũng cho đàn anh gửi khói với 10 bàn cùng 2 kiến tạo so với Ronaldo 7 bàn và 1 kiến tạo. Bellingham cũng cho thấy hiệu quả cao hơn, có 10 bàn chỉ sau 24 cú sút so với 7 bàn từ 60 pha dứt điểm của Ronaldo. Hai ngôi sao tuyển Anh sút trúng đích 17 trên 24 cú sút, trong khi Ronaldo sút chính xác là 22 trong 60 pha dứt điểm.
Tính trung bình siêu sao người Bồ ghi một bàn sau 112 phút, còn Bellingham chỉ cần 86 phút có một pha lập công. Và nếu kể thêm thì tại cúp C1, Bellingham tạo ra con số ấn tượng khác, ghi bàn 3 trận liên tiếp đầu tiên cho kèn kèn trắng, điều Ronaldo không có được. Bruno Fernandes nói lý do nhường Rashford sút penalty. Đội trưởng MU muốn tiếp thêm sự tự tin cho Marcus Rashford nên đã nhường quyền đá penalty cho đồng đội ở chuyến làm khách Everton. Chiến thắng 3-0 của đội bóng thành Manchester trước Everton đưa đoàn quân huấn luyện viên Ten Hag lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Alexander Garnacho mở tỷ số với pha làm bàn kiểu xe đạp chỏng ngược cực kỳ đẹp mắt ngay phút thứ 3. Đầu hiệp 2, MU được hưởng phạt đền khi Ashley Young phạm lỗi với Marcel trong vòng cấm. Thông thường, thủ quân Bruno Fernandes sẽ là người thực hiện quả 11m. Tuy nhiên, sau khi cầm trái bóng, tiền vệ người Bồ Đào Nha bất ngờ trao lại nó cho Rashford để đồng đội đối mặt Pickford. Marcus Rashford vốn là tay săn bàn xuất sắc nhất MU mùa trước với 32 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mặc dù vậy, anh không duy trì được hiệu suất cao mùa này. Cho đến trước cuộc đấu Everton, tiền đạo 26 tuổi mới có duy nhất một pha lập công ở ngoại hạng Anh. Thế nên, Bruno Fernandes muốn giúp đàn em lấy lại cảm giác ghi bàn. Anh chia sẻ trên Sky Sports sau trận, tôi cảm thấy Marcus cần sự tự tin và những bàn thắng. Rashford cũng là chân đá penalty cự phách nên tôi tin cậu ấy sẽ lập công. Không quan trọng ai là người dứt điểm, cuối cùng Rashford đã thực hiện nó hoàn hảo. Là tiền đạo, họ luôn muốn ghi bàn và cần làm nó thường xuyên. Tôi nghĩ sau quả penalty thành công, Rashford sẽ lấy lại sự tự tin và tìm được phong độ tốt nhất để giúp MU. Sergio Ramos đạp thẳng chân đối thủ, bị đuổi khỏi sân lần thứ 29. Sergio Ramos bị chế giễu yêu thích việc đi tắm sớm, sau khi bị trọng tài rút ra đến hai thẻ đỏ ra phạt vì đạp thẳng chân đối thủ trận Real Sociedad 2-1 Sevilla. Sevilla nhận thất bại 1-2 khi đến làm khách Real Sociedad, vòng 14 La Liga, trong trận đấu chỉ còn 9 người trên sân sau khi hai cầu thủ cộm cán. Nhất đội là Sergio Ramos và Jesus Navas bị trước quyền thi đấu ở phút 88. Đáng chú ý, trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos được trọng tài chính hai lần tặng thẻ đỏ. Cụ thể, sau pha phạm lỗi đạp thẳng chân với Brais Mendes phía chủ nhà, trọng tài rút rẻ thẻ vàng thứ hai dành cho cựu đội trưởng Real Madrid, tương đương thẻ đỏ. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, thấy mức độ nguy hiểm của pha phạm lỗi, người cầm cân này mực trận Sociedad 2-1 Sevilla quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Sergio Ramos. Đó là chiếc thẻ đỏ thứ 29 của anh trong sự nghiệp. Trong 29 lần được trọng tài cho đi tắm sớm, thì 26 lần đến lúc Sergio Ramos chơi cho Real Madrid, hai tại PSG và giờ là trong màu áo Sevilla, câu lạc bộ từ thời thơ ấu của anh. Sergio Ramos được biết đến là cầu thủ không ngại chặt chém trên sân, từng nhiều lần triệt hạ Messi ở siêu kinh điển Barca với Real Madrid. Chính vì thế, người ta vẫn không thể quên khi một ngày Ramos thành đồng đội của M10 ở PSG. Một số người hâm mộ đã chế nhạo Sergio Ramos vì thành tích thẻ đỏ hiếm người theo kịp. Làm thế nào mà anh ta nhận đến hai thẻ đỏ trong một trận đấu? Sergio Ramos đúng là kinh điển, một người mỉa mai. Người thứ hai lên tiếng, tôi biết anh ấy thích ăn thẻ, nhưng như thế này thì quá ấn tượng, chỉ có ở Sergio Ramos. Sergio Ramos phải gọi là thần thẻ đỏ, thêm sự chế nhạo, hay anh ta lại thêm một thẻ đỏ vào di sản của mình.